Sáng 1 tháng 4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông tin nhanh tại bệnh viện số ca đang điều trị sau vụ ăn cơm gà bị ngộ độc là 5 bệnh nhân. Các bệnh nhân nhập viện từ ngày 30 tháng 3. Bệnh viện Đa khoa IS Xanh Nha Trang đang có một ca điều trị. Tại đây, em P huyết áp, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, cho hay em ăn cơm gà và mì ý gà trong sáng và chiều ngày 29 tháng 3, sang hôm sau thì đau bụng, nôn ói, chịu không được nữa nên mới nhập viện. Mỗi suất ăn có giá từ 10.000 đến 20.000 đồng tùy món, lúc em ăn thì không phát hiện gì bất thường. Có 3 người bán hàng rong nhưng em mua của cô ngồi ở góc hẻm đường Hàn Thuyên gần trường và chỉ có cô là bán cả buổi sáng lẫn chiều. Trước đó, trong ngày 31 tháng 3, thống kê có 10 ca đang điều trị có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, không có bệnh nhân có diễn biến nặng ở các bệnh viện. Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Tổ công tác đã đến các bệnh viện điều tra dịch tễ bệnh nhân, ra soát xác định người bán cơm trên vỉa hè đối diện trường. Hiện có 3 hộ nấu ở nhà rồi mang đến trước cổng trường bán, đã điều tra một hộ ở phường Vạn Thắng. Lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa thông tin. Các bệnh nhân ăn cơm gà trước cổng trường vào 2 ngày trước, 29 tháng 3, sau đó nhập viện. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm, riêng việc lấy mẫu thực phẩm vẫn đang thực hiện.